chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị, đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại hội nghị Ban Thường vụ Trung ương tháng 2 năm 1943 được xem là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa. Điều này cho thấy ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng đã rất quan tâm đến vấn đề phát triển văn hóa. Và trong suốt 80 năm qua, những nội dung, giá trị cốt lõi của bản đề cương đã được Đảng ta không ngừng kế thừa, vận dụng và phát triển. Trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, bản đề cương càng khẳng định những giá trị thời đại vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Năm 1954, Bác Hồ đến thăm Đền Hùng và để lại câu nói truyền cảm hứng cho toàn dân tộc. Các vua Hùng đã có công giữ nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Trong những năm tiếp theo đó, rất nhiều những bài hát, những án văn chương đã ra đời và trở thành bất hủ, xây đắp hình ảnh với thế giới về một dân tộc Việt Nam kiên cường và yêu chuộng hòa bình. Đó được xem là kết quả tất yếu khi đề cương văn hóa năm 1943 có mục tiêu dùng văn hóa để trở thành sức mạnh cho dân tộc. Và chúng ta thấy là văn hóa cách mạng, văn hóa kháng chiến của chúng ta đã đạt được rất nhiều những thành tựu rực rỡ. Và đó chính là những hành trang tinh thần vô cùng quan trọng để cho chúng ta vượt mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù. Để từ đó thì chúng ta hình thành nên một cái nền tảng vững chắc cho chúng ta có được một cái cơ đồ về văn hóa nghệ thuật như ngày hôm nay. Đề cương văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo đã đề ra 3 nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Cho đến nay, ba nguyên tắc này vẫn được xem là những nguyên tắc lớn và có sự định hướng cho văn hóa Việt Nam. Nguyên tắc dân tộc hóa hoặc là đại chúng hóa chẳng hạn được phát triển thêm trong nghị quyết số 33 của Hội nghị Trung ương chính khóa 11 ấy, thì đặt cái chuyện là nhân dân là chủ thể của văn hóa. Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tầm nhìn đến năm 2030 đặt mục tiêu văn hóa đóng góp cho đất nước khoảng 7% GDP. Trong bối cảnh ấy, những nội dung của bản đề cương từ 80 năm trước vẫn được nhắc đến. Chúng ta làm sao khai thác được những giá trị văn hóa của dân tộc ấy để tạo ra những cái dấu ấn, tạo ra những cái bản sắc và thương hiệu riêng cho các sản phẩm và dịch vụ văn hóa Việt Nam. Nếu mà bây giờ chúng ta muốn cho phát triển công nghiệp văn hóa, tức là công nghiệp văn hóa nó có sức lan tỏa, có sức đến rộng rãi thì chúng ta cũng vẫn phải phát triển cái tinh thần là đại chúng, tức là nó là một cái nền văn hóa dành cho số đông, đông đảo quần chúng, đông đảo nhân dân. Ba nguyên tắc xây dựng văn hóa được ghi rõ trong đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 đến ngày nay vẫn trường tồn. Những nguyên tắc ấy đã được kế thừa, đã được bồi đắp, giúp cho văn hóa trở thành một sức mạnh nội sinh và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong bối cảnh mới. Tại Cà Mau, Ủy ban Nhân dân huyện U Minh tổ chức lễ khánh thành công trình khu di tích lịch sử, nơi ở và làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt tại ấp 6 xã Khánh Hòa, huyện U Minh. Khu di tích lịch sử này được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2016. Công trình gồm các hạng mục, các bản giới thiệu về di tích, tóm tắt lý lịch di tích, phục dựng, tái hiện nhà của đồng chí Võ Văn Kiệt, trong đó kết hợp trưng bày tranh, ảnh, hiện vật, tái hiện hầm trú ẩn, xây dựng mới cổng và bản tên di tích, xây dựng mới sân, đường, trồng cây xanh và một số công trình hạ tầng kỹ thuật. Công trình nhận được nhiều sự quan tâm của cán bộ và nhân dân, trong đó có các đồng chí lão thành cách mạng, có những người từng gắn bó phục vụ đồng chí Võ Văn Kiệt khi về hoạt động cách mạng tại U Minh. Do đó, trong quá trình thuê tư vấn thiết kế công trình, nhiều đồng chí lão thành cách mạng và nhân dân nơi đặt khu di tích bày tỏ nguyện vọng nâng quy mô công trình lên tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng của di tích và tình yêu thương, kính trọng của người dân U Minh đối với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, công tác cải cách hành chính nhìn chung được chủ động, thường xuyên thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Đạt được kết quả như trên phụ thuộc lớn vào vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, những người thực thi công vụ trong bộ máy hành chính nhà nước, bởi họ là một mắt xích không thể thiếu, là chủ thể quan trọng trong quá trình cải cách hành chính.
Từ thành phố cho đến các quận huyện, phường xã, hoạt động công vụ dù không ngừng được nhân chất nhưng sẽ không bao giờ có điểm dừng vì nhu cầu của người dân, của xã hội liên tục thay đổi và tăng cao. Mỗi cấp, mỗi đơn vị hành chính cần tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo với những mô hình phù hợp với thực tế địa phương mình, ghi nhận tại quận 12. Đến bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân quận 12 để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm thủ tục xin cấp phép xây dựng. Anh Vũ Minh Tân dành lời khen cho quy trình thủ tục nhanh chóng, thái độ thân thiện và đặc biệt là kiến thức chuyên môn vững vàng của cán bộ công chức quận nhà. Đây thì làm bốc số xong rồi chờ rất là lâu, nhưng mà giờ bốc số thì chỉ chờ khoảng chừng 2 đến 3 phút thì là được gọi số. Tại buổi khảo sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung trách nhiệm công vụ, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn phường An Phú Đông, ông Lê Văn Hai chia sẻ, sự tận tâm của chính quyền địa phương khi triển khai mô hình hỗ trợ làm hồ sơ khai tử tại nhà, ngay cả trong giai đoạn chống dịch đầy áp lực khó khăn là điều khiến ông tâm đắc nhất. Gia đình có khai tử, người chết thì cán bộ công chức của phường tôi xuống tận nhà để làm thủ tục cho người dân bớt đi lại. Đây là một cái sự hài lòng của người dân mà rất là tâm đắc. Thì riêng cá nhân của tôi cũng giống như là người dân mong muốn là cái sự gắn kết giữa cán bộ công chức của địa phương cùng với người dân tạo cho cái sự đoàn kết là kháng khích hơn và để cho cái công việc nó trôi chảy nhiều hơn. Với những kết quả đạt được, nhiều người dân doanh nghiệp trên địa bàn đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, Ủy ban Nhân dân phường An Phú Đông trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Các hồ sơ nộp vô đều được đi qua công nghệ thông tin hết và một cửa đưa lên được giải quyết rất nhanh. Riêng có một cái là đề xuất là có một số người vẫn còn hạn chế, cho nên là có thể là họ sẽ làm chậm và sai, nên là đề xuất là sẽ có một cái nơi trả lời cho họ bằng điện thoại hoặc là cầm một cán bộ nào đó ngồi ở dưới để trực để trả lời cho họ một cách thao tác làm cho nó nhanh gọn lẹ hơn. Thời gian vừa qua thì thực hiện chủ đề năm 2023 ở trên tinh thần là phục vụ người dân để ngày một được tốt hơn. Anh em làm bất kể giờ, có nghĩa là miễn làm sao phục vụ người dân được tốt nhất. Có những cái giải pháp để làm sao rút ngắn cái thủ tục hồ sơ hành chính để người dân cảm thấy thuận tiện hơn khi đến cơ quan nhà nước. Rồi bên cạnh đó thì cũng cần sau này thì cũng xem xét thêm những chính sách hỗ trợ. Tại anh em bây giờ là không phải là như cái kiểu là cứ đúng đến giờ đó đến và 5 giờ về nữa. Mà thường là sau đó thì phải suy nghĩ ra những giải pháp sáng kiến gì để có những cái mô hình hay hơn trong thời gian vừa tới. Thời gian tới, quận 12 xác định, để hoạt động công vụ ngày càng hiệu quả thì cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho người dân thực hiện các yêu cầu hành chính được dễ dàng và thuận lợi hơn. Trong điều kiện chuyển đổi số, cán bộ công chức vừa phải đủ trình độ để sử dụng các máy móc, công nghệ, vừa phải hỗ trợ cho người dân, đảm bảo các nhóm dân cư khác nhau đều có thể tiếp cận, thụ hưởng theo nhu cầu thực tế phát sinh. Chiều qua, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bùi Hòa An thông tin về nhiều vấn đề như thu phí vỉa hè, đặc biệt là vấn đề thí điểm tra cứu tên đường bằng mã QR được triển khai như thế nào. Năm 2020, Sở Giao thông Vận tải đã thí điểm cái mã QR như các bạn đã biết lên cái biển báo phụ ngay dưới tên biển báo tên đường để giúp người dân dễ tra cứu thông tin về tiểu sử tên đường. Đề xuất nêu trên thì đã được Sở Văn hóa Thể thao, Ủy ban quận nhất đồng thuận và triển khai thí điểm tại 6 khu vực giao lộ trên địa bàn quận 1. Qua theo dõi ý kiến của các đơn vị và các kênh thông tin, giải pháp thí điểm nêu trên đã ghi nhận nhiều ý kiến ủng hộ. Thì hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang tiến hành số hóa toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng ngành giao thông vận tải, trong đó các tuyến đường cụ thể, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị để triển khai xây dựng, bổ sung dữ liệu lịch sử tên đường để sớm công bố rộng rãi trên website và các ứng dụng của Sở Giao thông. Liên quan đến vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giải ngân năm 2022 của thành phố đạt 71,3%, 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân 0%. Mặc dù đã nỗ lực nhưng cũng chưa đạt mục tiêu đề ra. Nhiều cái nguyên nhân lắm, từ đền bù, bồi thường, giải phóng mặt bằng, từ những cái nguyên nhân khách quan là Covid, rồi kể cả nguyên vật liệu khan hiếm, nguyên giá thành nguyên vật liệu tăng cao vân vân. Cho nên là cái việc mà giải ngân cho năm công tác giải ngân ngay từ đầu năm là cũng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rất quyết liệt, quán triệt
ngay cái hội nghị đầu năm. Và chúng tôi thì cũng có những cái giải pháp đề xuất từ gỡ từ vấn đề về cơ chế chính sách cho tới trách nhiệm của các chủ đầu tư, các cơ quan được giao vốn. Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề khác cũng được giải đáp, như việc bổ sung tên đường đang được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thực hiện đề án và sớm triển khai vào thực tế. Ngoài ra, cầu Nguyễn Hữu Cảnh dự kiến cũng sẽ hoàn thành sửa chữa và đưa vào hoạt động vào cuối tháng 2 năm 2023 tới đây. Thưa quý vị, theo thông tư 02 của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 4, bệnh COVID-19 được công nhận là bệnh nghề nghiệp. Với chính sách này, nhóm người thuộc đối tượng thụ hưởng có thể nhận được mức hỗ trợ tiền trợ cấp một lần từ 4 triệu đồng trở lên. Quy định mới này đang được nhiều người quan tâm, đặc biệt là lực lượng trong ngành y tế. Bởi trong thời gian dịch bệnh COVID-19 vừa qua, đội ngũ y tế không chỉ làm việc vất vả, căng thẳng, mà còn phải đối diện với môi trường lây nhiễm rất nguy hiểm. Vì vậy, khi bệnh COVID-19 được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, sẽ góp phần tạo thêm động lực cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách này yên tâm trong công tác. Bị nhiễm COVID-19 tận vài lần trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế phường 5 quận 11, y sĩ Trần Thị Huyền chưa từng nghĩ thực hiện nhiệm vụ để có thể nhận được chính sách hỗ trợ gì. Trước thông tin COVID-19 được xem là bệnh nghề nghiệp và có thể nhận thêm khoản hỗ trợ, chị cảm thấy rất phấn khởi, đồng thời cho rằng đây là sự bù đắp kịp thời cho những người làm việc trong môi trường độc hại. Đây là một cái quyết sách là vô cùng là đúng đắn và kịp thời để của Đảng và Nhà nước để hỗ trợ kịp thời chúng tôi trong cái quá trình làm việc. Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc bổ sung bệnh COVID-19 vào danh sách bệnh nghề nghiệp là kịp thời, nhân văn và phù hợp với thực tế. Bởi bệnh COVID-19 đã để lại nhiều di chứng cho người nhiễm, nhất là với đối tượng làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây. Đây là một cái chính sách mà quan tâm đến đội ngũ các cán bộ y tế hết sức là kịp thời, hết sức là nhân văn. Một cái sự khích lệ rất lớn cho đội ngũ cán bộ y tế. Mình cứ làm hết sức bằng cái tâm huyết, bằng cái đạo đức nghề nghiệp. Còn vấn đề chế độ chính sách chăm lo cho bản thân mình thì đã có các cấp lãnh đạo. Đây là một cái xu hướng tất yếu, tại vì nếu không đưa vào bệnh giải quyết theo bệnh nghề nghiệp thì nó ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Do đó là chúng tôi cũng sẽ triển khai đến các cơ quan đơn vị đang tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận 8 và hướng dẫn rất là rõ ràng là cái quy trình, cái thủ tục hồ sơ để mà giải quyết chế độ. Dù phấn khởi với những chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước, nhưng cũng có nhiều ý kiến mong muốn các bước hướng dẫn phải được thực hiện rõ ràng, cụ thể để các đối tượng được hưởng theo đúng quy định. Trong thông tư thì vẫn chưa thấy chỉ rõ được thủ tục, giấy tờ hoặc là cơ quan nào sẽ là giám định để cho nhân viên y tế hoặc là người lao động có thể nhận được cái hỗ trợ về bệnh nghề nghiệp này. Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Đến nay, Việt Nam có 34 bệnh nghề nghiệp được Bảo hiểm xã hội công nhận tại thông tư 15 của Bộ Y tế. Riêng bệnh COVID-19 sẽ bắt đầu được công nhận chính thức từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 và trở thành bệnh nghề nghiệp thứ 35. Cushman & Wakefield vừa phát hành báo cáo thường niên lần thứ tư xếp hạng các thị trường trung tâm dữ liệu trọng điểm trên toàn thế giới. Trong khi phần lớn các thị trường lớn nhất tại châu Á Thái Bình Dương đang chịu áp lực giá đất tăng đặc biệt cao, chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 10 toàn cầu các thị trường có giá đất phải chăng cho phát triển trung tâm dữ liệu. Bảng xếp hạng được đánh giá theo 13 tiêu chí bao gồm quy mô thị trường, kết nối cáp quang, chi phí điện năng và rủi ro môi trường. Chỉ tính riêng trong năm 2022, một loạt các trung tâm dữ liệu lớn đã được đầu tư xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh theo chuẩn toàn cầu như VNG Data Center, hệ sinh thái Viettel Cloud, Data Center Tân Thuận, Edge Center, không chỉ phục vụ nhu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước mà còn phục vụ cả khách hàng quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh của mình là một thành phố cũng đang có các doanh nghiệp hoạt động ở đây, họ cũng đều có nhu cầu mở rộng. Đồng thời các cái công ty nước ngoài họ cũng muốn gia nhập vào cái thị trường của Việt Nam. Như vậy thì sẽ dẫn tới một cái việc là nhu cầu về lưu trữ, xử lý cũng như là truyền tải dữ liệu là cực kỳ lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh trong cái thời gian này và trong thời gian sắp tới. Giá đất tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn phải chăng và hợp lý để có thể là xây dựng các cái cơ sở dữ liệu. Theo báo cáo quý tư năm 2022 của Cushman & Wakefield, giá thuê đất khu công nghiệp trung bình đạt 159 đô la Mỹ trên một mét vuông một chu kỳ thuê, tăng 3% theo quý và 10% theo năm. Tuy nhiên, giá đất tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng lên trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm và nguồn cung cấp điện hiện tại hoặc tương lai vẫn còn hạn chế.
Tiếp tục lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại hội thảo sáng qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tiếp nhận 9 ý kiến đóng góp trực tiếp và 22 ý kiến đóng góp bằng văn bản, thể hiện những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ đối với dự thảo luật gắn liền với mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội của người dân. Đa số các ý kiến cơ bản thống nhất về dự thảo luật đất đai sửa đổi thể hiện tính nhân văn trong việc tạo điều kiện đảm bảo mọi công dân Việt Nam đều có quyền lợi ích hợp pháp trong việc sở hữu và sử dụng đất. Trong những vấn đề cần lấy ý kiến, đại diện các cấp Hội Phụ nữ TP.HCM quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với người bị thu hồi đất. Làm sao đó là người phụ nữ nhận thức được, tiếp cận được cái quyền trong cái sổ đất đai của mình thông qua cái hoạt động là cùng đứng tên cả vợ và chồng trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu đó là cái tài sản chung của vợ chồng. Cần phải thể chế hóa các quy định đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi và đồng thời cụ thể hóa các tiêu chí như thế nào tốt hơn nơi ở cũ, và việc xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư thì cần thực hiện trước khi có quyết định thu hồi đất. Đi vào vấn đề quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, từ thực tiễn tại một số địa phương hiện nay, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận huyện đã cho ý kiến về việc quy định thời gian quy hoạch và nếu quá thời hạn quy hoạch thì cần phải có giải pháp để tạo điều kiện tốt hơn cho cuộc sống người dân thuộc những khu vực này. Thời gian quy hoạch thì cũng đề nghị là cần rút ngắn lại 5 năm. Thì các chị là cho rằng là 10 năm thì nó quá dài. Để mà tránh cái trường hợp quy hoạch mà không thực hiện cũng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất. Ở các địa phương, đặc biệt như ở Tân Bình, có những cái dự án treo, những khu quy hoạch mà chưa được giải quyết, cần phải quy định cụ thể hơn là ví dụ như không sử dụng đất trong thời gian bao lâu thì người dân được quyền làm những cái gì và cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong vòng bao nhiêu lâu không sử dụng cái đất đó. Để góp phần hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, các cấp hội cần quy tụ nhiều tầng lớp phụ nữ, tạo tiếng nói và sức mạnh của phụ nữ để tiếp tục quan tâm, có ý kiến đóng góp thêm về các nội dung, quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em trong quyền sử dụng đất, bình đẳng giới trong vấn đề đất đai và vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là của Hội Liên hiệp Phụ nữ, trong việc góp ý phản biện công tác quy hoạch đất đai. Việc đóng góp và tổng hợp ý kiến cho dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ kết thúc trước ngày 15 tháng 3 năm 2023. Tiếp theo là phần điểm nội dung nổi bật một số báo phát hành sáng nay. Ghi nhận ý kiến của chuyên gia kinh tế từ báo Tuổi Trẻ cho biết, lãi vay cao là mối lo lớn của các doanh nghiệp hiện nay. Do đó, việc một số ngân hàng đang bắt đầu giảm dần lãi suất cho vay là tín hiệu tích cực. Ngay sau Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước đã bơm cho các ngân hàng hơn 31.700 tỷ đồng. Vì vậy, nhiều ngân hàng thương mại đã đưa ra các gói lãi suất cho vay ưu đãi để hỗ trợ khách hàng, như Ngân hàng Quân đội áp dụng 1% lãi suất vay dành cho khách hàng doanh nghiệp có doanh thu dưới 100 tỷ đồng, hay OCB dành khoảng 25.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi lãi suất ngắn hạn từ 8% cho đến 12% một năm đối với doanh nghiệp. Không thể chối bỏ kinh tế vỉa hè là một trong những nội dung được đề cập trên báo Người Lao Động sáng nay. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết nếu vỉa hè chỉ có người đi bộ mà không có hoạt động nào khác, thành phố sẽ trở nên nhàm chán và thiếu thân thiện. Vì thế, Sở xây dựng đề án thu phí sử dụng tạm lòng đường vỉa hè với mục tiêu nhằm từng bước đưa việc sử dụng, quản lý vỉa hè, lòng đường vào nền nếp, công khai, minh bạch và không triển khai đại trà. Vỉa hè dù hẹp hay rộng vẫn ưu tiên dành cho người đi bộ 1,5 mét, phần còn lại nếu đủ điều kiện mới tổ chức các hoạt động khác ngoài mục đích giao thông. Để đáp ứng nhu cầu học 2 buổi một ngày theo chương trình mới trong tình hình quá tải lớp học, báo Pháp luật TP.HCM ghi nhận, nhiều trường ở TP.HCM đã linh động tổ chức mô hình lớp học động. Lớp học động cũng là lớp học bình thường, chỉ khác là không cố định ở một phòng. Cụ thể, trường học luôn có những phòng chức năng phục vụ các tiết tin học, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục. Học sinh sẽ di chuyển đến các phòng này để học, nên phòng học chính bị bỏ trống. Vì thế, trường tận dụng những phòng học trống này để dạy cho các lớp khác.
Nhờ vậy, tỷ lệ học 2 buổi một ngày ở bậc học này đã tăng lên gần 78%. Đây cũng là một trong những giải pháp để tăng thêm tỷ lệ học sinh học 2 buổi một ngày. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 16 tháng 2, Hàn Quốc đã công bố sách trắng quốc phòng mới. Trong đó, lần đầu tiên sau 6 năm, Hàn Quốc đã gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là kẻ thù. Động thái này được cho là nhằm xem xét kỹ lưỡng hơn mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng từ phía Bình Nhưỡng. Sách trắng cũng nhận định, để tăng cường kho hạt nhân của mình, Triều Tiên tiếp tục tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng từ lò phản ứng của mình và sở hữu khoảng 70 kg plutonium cấp độ vũ khí, tăng so với mức 50 kg được ước tính trong báo cáo trước đây. Hiện Triều Tiên chưa lên tiếng về sách trắng quốc phòng mới của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, lần đầu tiên kể từ năm 2018, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng miêu tả Nhật Bản là nước láng giềng gần. Điều này phù hợp với động thái của Seoul nhằm cải thiện mối quan hệ an ninh song phương và cùng với Tokyo đưa ra đánh giá mới về kho dự trữ plutonium ngày càng tăng của Bình Nhưỡng. Sách trắng quốc phòng của Hàn Quốc ra mắt 2 năm một lần. Đây là lần đầu tiên một tài liệu về chính sách quốc phòng được đưa ra kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức vào năm ngoái. Ngày 16 tháng 2, trong một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Ankara, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này có thể xem xét đơn gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển một cách riêng biệt. Theo ông Cavusoglu, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không hài lòng với các hành động của Thụy Điển. Thực tế, Thụy Điển chưa hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của mình được đề cập trong bản ghi nhớ đã ký. Chúng tôi vẫn chưa thấy được các hành động cụ thể mà mình mong muốn. Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ nhấn mạnh điều quan trọng là Thụy Điển và Phần Lan được phê chuẩn để gia nhập NATO càng sớm càng tốt. Theo Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền Thụy Điển không đưa ra những chính sách đủ cứng rắn với các nhóm mà Ankara coi là tổ chức khủng bố hoặc các mối đe dọa, trong đó có các nhóm người Quốc. Những tuần gần đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan còn thể hiện sự tức giận trước một số cuộc biểu tình tại Stockholm, trong đó có một trường hợp đốt kinh Koran của người Hồi giáo bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ gặp ít vấn đề hơn với Phần Lan. Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái. 28 trong số 30 thành viên NATO đã phê chuẩn việc gia nhập, trừ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Hungary không công khai phản đối, nhưng đã 3 lần lùi ngày phê chuẩn đơn của Thụy Điển và Phần Lan. Ngày 16 tháng 2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng các nước châu Âu muốn lập lại hòa bình ở Ukraine, nhưng bị Mỹ ngăn cản. Đây là một trong những nội dung chính của cuộc họp báo tại thủ đô Minsk kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với sự tham dự của nhiều nhà báo quốc tế. Châu Âu muốn hòa bình và biết có thể đạt được điều đó, nhưng Mỹ không muốn như vậy và họ đã bắt châu Âu phải làm theo ý mình. Ông Lukashenko cũng cho biết chưa có kế hoạch động viên quân dự bị tại Belarus, khẳng định Belarus sẽ chỉ tham chiến cùng với Nga trong trường hợp bị tấn công trước. Cho đến nay, Belarus đã nhiều lần lặp lại lập trường không tham gia vào xung đột tại Ukraine, nhưng Ukraine cáo buộc Belarus đã để cho Nga sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nước họ. Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã ra tuyên bố chung kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Tehran, xem đây là một phần không thể thiếu trong việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân đang đình trệ. Trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2, hai bên nhấn mạnh tất cả các lệnh trừng phạt liên quan cần phải được dỡ bỏ hoàn toàn và theo cách có thể kiểm chứng để thúc đẩy việc thực thi đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận trên. Bắc Kinh và Tehran cho rằng việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cũng như đảm bảo lợi ích kinh tế của Iran là nội dung quan trọng của thỏa thuận. Ngoài ra, tuyên bố chung nêu rõ, Trung Quốc phản đối việc các lực lượng bên ngoài can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Iran, làm suy yếu an ninh và ổn định của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Cũng theo tuyên bố chung, Chủ tịch Trung Quốc đã nhận lời mời thăm Iran của Tổng thống Raisi. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập đến Iran kể từ năm 2016. Ngày 16 tháng 2, Sri Lanka đã tăng giá điện lên thêm 66% trong động thái mới mà chính phủ nước này kỳ vọng sẽ thuyết phục được Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cung cấp một gói cứu trợ cho nền kinh tế đang gặp khủng hoảng. Thông báo tăng giá điện được đưa ra bởi Bộ trưởng Năng lượng và Điện lực Sri Lanka, ông Kanchana Wijesekera.
Việc tăng giá điện diễn ra sau khi quốc gia Nam Á đã tăng giá điện thêm 75% hồi năm ngoái. Điều này làm tăng thêm gánh nặng lên người dân Sri Lanka, vốn đang vật lộn với lạm phát hơn 54% và thuế thu nhập lên tới 36%. Sau khi xem xét tất cả các lựa chọn, chúng tôi phải miễn cưỡng đi đến quyết định này, vì đó là lựa chọn khả thi duy nhất. Chúng tôi không cố tình gây thêm áp lực cho người dân. Ông Wijesekara cho biết, việc tăng giá sẽ giúp cơ quan này bù đắp khoảng trống do chính phủ cần trợ cấp từ tháng 1, đồng thời giúp bộ quản lý tốt hơn các hợp đồng nhiên liệu dài hạn. Trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, IMF đã đồng ý cho Sri Lanka vay 2,9 tỷ đô la Mỹ để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ qua. Tuy nhiên, thỏa thuận này đi kèm với các điều kiện bao gồm tăng thuế, xóa bỏ trợ cấp và cắt giảm nợ công. Trở lại với phần tin trong nước, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện 3 đề án thí điểm chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 7 theo hình thức xã hội hóa đầu tư. Các dự án được đề xuất thí điểm gồm dự án ao Sông Tân hơn 21.240 tỷ đồng, dự án rạch Bần Đôn với 3.100 tỷ đồng và dự án sông Ông Lớn với gần 15.000 tỷ đồng. Về hành lang bảo vệ sông, kênh rạch, Sở Xây dựng thành phố cho biết, Ủy ban Nhân dân quận 7 đề xuất giảm hành lang bảo vệ kênh rạch xuống mức tối thiểu để gia tăng hiệu quả khai thác quỹ đất dọc kênh rạch. Quỹ đất trên được sử dụng làm công trình dịch vụ, công viên và chuyển đổi một phần thành công trình thương mại dịch vụ phục vụ du lịch, thu hút nhà đầu tư tham gia xã hội hóa. Cụ thể, Sở Xây dựng thành phố đề xuất hành lang bảo vệ ao Sông Tân và rạch Bần Đôn sẽ giảm từ 10m xuống còn 3m. Hành lang bảo vệ sông Ông Lớn sẽ giảm từ 30m xuống còn 5m. Tính đến giữa tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn 3 địa phương chưa hoàn tất việc chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết vừa gửi công văn cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi đề nghị tập trung nhân lực để tiếp tục chi hỗ trợ cho người dân khó khăn vì dịch COVID-19 đợt 3. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 2, cả 3 địa phương chưa hoàn tất việc chi hỗ trợ. Lý do được phản ánh là các địa phương không thể truy cập vào phần mềm quản lý thực hiện chi trả, app An Sinh để cập nhật danh sách thực tế đã chi hỗ trợ. Do đó, Sở kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giao 3 địa phương trên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công viên phần mềm Quang Trung cập nhật danh sách thực tế đã chi trả lên phần mềm quản lý thực hiện chi trả. Cùng với đó, phải khẩn trương thông báo đề nghị người dân đến nhận tiền hỗ trợ, kết thúc việc này trước ngày 31 tháng 3. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch 451 về thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, đào tạo nhân lực trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện công tác truyền thông và đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, trong đó tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trung học, đào tạo nâng cao cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong năm nay, thành phố sẽ phát triển học liệu số, số hóa quá trình đào tạo, kết quả học tập, văn bằng chứng chỉ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và kết nối dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền thống Nghinh Ông ở Vũng Tàu. Lễ hội truyền thống Nghinh Ông ở Vũng Tàu là một trong những lễ hội lâu đời, được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 cho đến ngày 18 tháng 8 âm lịch hàng năm. Lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của nhân dân thành phố biển, nhằm thể hiện tấm lòng tri ân, biết ơn đến các ông, vị thần hộ mệnh của ngư dân Vũng Tàu nói riêng và các tỉnh miền biển nói chung. Thông qua lễ hội, ngư dân còn cầu xin sự bình an mỗi chuyến ra khơi, thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa và một cuộc sống ấm no. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.